Chào cả nhà. Tại ghé đây thăm lại vườn của anh Lam ở 4 tổng 1000 Châu Thành A. Đợt rồi nó bị gầy đánh te tu hết trơn nè cả nhà. Đó. Rồi gầy nó đánh nè. Rồi ok, mùa mưa này là dọn chấm cỏ vậy là ok rồi đó. Mấy cây nhánh đó mà mình loại bỏ cho đâu để chú. Mấy cây nhánh thấp thấp này là bỏ luôn chú. Nha. Bỏ luôn. Đó, chú để cho con từ cái gốc này nè. Lên tới đây là được ha, không phải tám tắc gì nè cho nó có độ thoáng cái mô mình nó có, còn nữa lên mình cắt bỏ là nó dồn dinh dưỡng lên cái dàn cành ở trên hết chứ đừng có sợ nó thiếu cành, nó không nuôi cành dưới đó thì nó nuôi cành trên thôi ha. Để chúng thôi mình không cắt á, sau này nó bự quá cái chú tiếc 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 rồi mình không cắt được. Trời ơi, vườn này, vườn này là mình cũng hồi đó mình làm xi nhưng mà mình bỏ xi lâu rồi hả chú, bỏ lâu rồi phải không? Ngưng lâu rồi không? Dạ. Rồi ok, giờ quay lại. Quay lại chứ này là chẳng là xi tứ nhưng mà những sản phẩm bổ trợ là những sản phẩm khác ha, những sản phẩm chất lượng. Ừ, mình nhập khẩu chất lượng. Đúng rồi, cái dạ. Lá cái sung nó xanh nó nở chứ đâu phải tốt teo vậy. Cái này mình lấy chừng hai cây đọt nữa thì những cái lá bệnh lá sâu này trong kia nó sẽ thay hết. Tại con nghĩ chú trước khi nó bắt đầu lá nó lụa nó già đó là chú tiến hành chú đi chú cắt tỉa vườn cho con. Cắt tỉa nè, giống như cành tâm cành nào yếu á nè, mấy cành nhỏ nhỏ này chú bỏ hết nè, tâm nè đừng có tỉa ra tới ngoài ha, tại vì theo nguyên tắc đó là cái cây nè nói chú, cái này là một cành bự thì nó sẽ có những cành nhỏ này mới tới cành bự ha, mình chỉ tỉa xuyên xương mấy cành nhỏ thôi, mấy cành bự để lại đó, rồi những cành nào mà nó song song nó gần nhau là mình bỏ, những cành sát đất là mình bỏ luôn nè, nên là bà chú bỏ cho con nè, như thằng này nè đâu có ăn uống gì nó đâu nè, đâu có làm gì được đâu, nó bị che nè, thấy không đó, bỏ à, thằng này bỏ luôn, nếu thằng này nếu mà chú để á ăn được trái nè à, còn năm cái này chắc năm tới mình mới làm thì bỏ luôn nha, nếu mà năm nay mình làm thì mình để giữ là mình ăn, còn năm tới là bỏ luôn cho con luôn nha. Nè mấy thằng mà nó có cái khuyết ở dưới cành nè là chú bỏ chú dọn cho con thông thoáng hết. Đúng rồi, nó cành nó không có lớn nổi. Rồi sau này mình bấm luôn cái đầu cành cho con. Này như cái này ha. Để chú bấm ở đây cho con. Đó, để cho nó dồn nó xè tán ngang ra. Nó không phát triển cái đỉnh sinh trưởng của cành đực nữa. Là ok, đó, là khi cái lá già là chú đi chứ tỉa bấm cho con. Chú tỉa bấm hết xong hết trơn. Là con đưa chú cái chế phẩm là nano đồng nano đó. Là chú xịt chú phủ hết cây luôn. Thì bắt đầu cái cây nó sẽ bắt đầu đi đọt. Đi đọt thì bắt đầu le đầu đọt ra. Dưới dưới nè, hiện tại ở dưới này nè là cái rễ tơ ở dưới nó đang là rất là mạnh ở dưới nó ra, thì lúc đó là mình cho ăn ha, con sẽ đưa những dòng dinh dưỡng tưới amino dưới gốc rồi hữu cơ chú bón luôn là cho ăn ở trên, kết hợp ở trên mình xịt dưỡng là cái lá này nó sẽ to nó dày dạ, thì đủ dinh dưỡng thì nó sẽ góp phần nó sẽ kháng được gầy ha. Còn si thì chú cứ định kỳ là cứ 3 tháng là chú đổ thẳng vô gốc con, cây này là đổ cây này 3 năm thôi chú, 3 năm đổ từ 3 tới 4 lít cho con tùy cây ha, đổ vòng vòng như đây nè, đổ thẳng vô gốc này nè, gây vòng vòng đây nè, đó là xong, khỏi cần gây về tán nữa, khỏi tán, nó tự nó phản ứng nó lan ra nha, cứ 3 tháng nó chú đổ cho con nè. Thì một cái chu kỳ cơ đọt này khoảng từ 2 tháng rưỡi tới 3 tháng đó là chú canh ngay chu kỳ cơ đọt nó chú bón luôn là xong đó, thì nó sẽ rất là tiết kiệm chi phí, tại vì một lít xi nó không có khoa một canxi 5 lít mà chia cho pha 200 lít nước thì 1 lít pha rồi đó là nó 3.500 à. À, mà chú đổi 3 lít thì nó có 10.000 à. 3 lít thì khoảng 10.000 cây à. Mà 3 tháng đổ 1 lần có 10.000 à. Thì nó đâu có mắc đâu, nhưng mà cái xi nó sẽ làm cái nó cải tạo đất mình nó theo cái hướng lâu dài. Có nghĩa là mình đổ vô thì không thể nào mà nó cải tạo nó tốt liền được, nhưng mà thời gian á. Thời gian nó bắt đầu nó đỏ gốc ra, nó gạn gốc ra, đỏ hay ra. Đất mình càng ngày càng tốt lên không nha. Biết rồi, tứ bung hết ra ngoài nó hao quá trời. Bung đó thì cái này nếu mà tứ bung ra một cái là từ 10 tới 12 lít. Đúng rồi. Và nó chi phí nó gấp tăng 3 đến 4 lần. Dạ. Cho nên là người nông dân mình chịu không nổi. Cho nên bây giờ là chứ tập trung tứ vô đất quanh gốc cho con. Dạ. Dạ. Còn cái gốc thì mình dọn trống ra hết. Ha. Ừ. Không có để cỏ ở trong đó. Dạ. Không để ứ nước ở trong đó. Ứ nước ở trong đó là cái cây nó dễ bị bệnh lắm. Để chống như là chuẩn rồi nè. Rồi cái trường hợp này á, bây giờ á là giờ này là bón phân ha, tưới amino cái dinh dưỡng á, ở dưới ở trên xịt K
cái dưỡng đọt ở trên cho con nha. Nhưng mà cái này quánh một cử nấm cho con cái đi, cử đồng nano cho con cái. Sau đó 5 ngày 7 ngày sau là xịt cử dưỡng ở trên nha. Cái cơ lá này nó rất là yếu nè, cho nên nó là con khuyến cáo là cộng cộng cày vô nha. Chứ cái này mà sinh học nó quánh một cái nữa là ăn cám luôn á, là tốn tiền luôn đó. Chừng nào mà cái nó khỏe đi rồi bắt đầu mình bỏ, mình không xài quá chắc, không xài thuốc gầy nữa, mình xài những dòng chế phẩm sinh học. Thì con có cái dòng chế phẩm sinh học con đưa cho chú xịt, chú cộng nhẹ liều kia vô thôi là nó hiệu quả rồi, nó không có độc không. Em thôi mình xịt cái kia mình cộng mình tăng liều độc lên, độc dữ lắm. Nè nè chú thấy không, như cái cây này là đâu có để, nhánh này chú để làm gì nè. Rửa hết cho con đi ha, không có để cái này nè, mấy thằng này nè đâu có làm gì được đâu. Chú mà tiễn nè, mấy này chú tiễn cho con luôn nè. Nè tiễn bỏ luôn nè. Nè thằng này nó bị trùng gai nhánh này kia nè, thấy không. Mình lấy thằng này bỏ, thằng này bỏ luôn đó. Thằng nào mà nó trùng nó bị dạng như nó bị cái gai mà kia, nó bị thằng kia nó che là cứ bỏ luôn cho con ha. Rồi đầu cành dược này nè là bấm đầu hết nè, mấy thằng này là bấm hết rồi, bấm đầu hết rồi. Mình bấm tới chỗ nào chú đo xuống một gan cho con nha. Cho nó dễ đi. Cho nó dễ nè, ngay trong cái khớp nối nè, ở trên đây khoảng gan hai gan ngay trong vị trí này nè. Chú cứ bấm gan được ngay trong vị trí lực nè, quất đây đây cho con nha. Thì bắt đầu nó không có đi cái độc nữa, mà nó sẽ ra những cái cành tay này. Thì sau này cần ghi sáo thì những cành tay này nó trái nó mới nhiều, nó mới to, mau to. Khi này nó phát triển bự nó đi rồi con chị chú bấm ở ngoài này thêm cái nữa là nó dồn cái này nữa. Bị hôm rồi chú cắt trong này nó thưa ra, vậy là tin là ba cái nhánh được chứ không nè, ba nhánh này không nè. Mấy cái này mình bỏ nè, nè 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 chú bên này, chú bên này chú bỏ cho con xương xương đây nè, nó không ảnh hưởng, nó không ảnh hưởng tới cành này hết. Mà chú cắt đầu một cái là ba thằng này nó dồn dinh dưỡng rồi. Nó gạn ra nó lớn, nó đỏ, nó lớn, thấy không, rất là nhanh lớn luôn. Thì cái vàng tay mình lực thì mình mau để trái được, chứ cái vàng tay này là không có lực. Mà cây bây giờ nó bị sơ sát cho chài như gì là không ổn ha. Không ổn. Dạ, vườn là phải vô phải đẹp thì mới có động lực mình chăm được. Tính lên thêm một khu mới nữa ha chú. Lên rồi. Dạ. Quá trời nhiều cành không? Quá trời nhiều luôn rồi. Thôi là lỡ là lấy cái cơ đột này xong rồi chú đi tỉa bấm cho con nha. Dạ. Xong lá già đi hả tỉa, bây giờ đang lá tơ này là không có tỉa được. Rồi nghĩ cái xài cho đi. Cho về cái cho là cho cháu phải không? Cho cháu. Cho cháu á nó tính kiềm, thì cái thằng đó đó mình cứ nếu chú bón rất ít cho con thì nó tốt. Còn mà chú bón nhiều quá là nó mang tính kiềm, nó xuống dưới đó nó ảnh hưởng đến cái vi sinh vật có lợi. Con trùng rồi đó nó gây hại con trùng. Gây trùng gối lộn, trùng không phát triển được, mà mình đang cần trùng. Nên là cái đó nếu của chú bón rất ít cho con thôi. Không bị lâu rồi. Chú bón nữa. Mà cây tốt thì không cần phải bón nó đâu. Bón vô nó nắng nó nóng. Trời ơi. Còn mưa thì nó giữ. Vô nước. Chỉ kìa rồi nó mới mua nó bón. Trời ơi. Cho là tính kiềm. Dạ. Nè thấy chưa? Đây là bỏ nè, thấy chưa? Đâu có để làm gì nữa đâu. Sợ. Thì bỏ cho con. Mấy cái này cũng bỏ. Nè trước sau rồi cuối cùng bỏ à. Thì mình cắt bỏ nó để nó tập trung dinh dưỡng, nó không nuôi mấy thằng này gánh nặng nè, không nuôi nó nữa, thì nó dồn lại những cái thằng nào đáng nuôi thôi. Thì nó mới mau to được nè. Phiết này nè, để này đâu có gì đâu, lụm nó cho con. Hai này song song nè, thấy không, lụm thằng này, lụm thằng trên kia đó. Trời, con không có đem kéo thì kéo cắt cho chú mới. Nè bỏ nó nè, thấy không, trên cây cành, trên cây là những cái cành nào mà cành dương dương như thế này nè, đó là những cành chủ lực của cây sau này. Cắt hai chỗ này bỏ. Dạ đúng rồi, cho nó quanh kia. Dạ. Còn dưới này là bỏ cho con nè. Thằng này bỏ luôn. Đó. Nó thoáng cái cây lắm, bỏ sau này nó thoáng lắm, mình chăm mình xịt thuốc gì cũng dễ. Xịt nó đỡ hao thuốc nữa. Đâu đúng không? Thay vì mình bỏ nó mình coi ghia xuống cái nữa là nó hao thêm hiệu phân hao thuốc nữa. Tại mô mình cũng nhỏ cho nên là mình không cần phải nuôi nhiều nhánh đâu. Tại vì nó cũng cỡ cây đó. Dạ. Trời ơi, cái này không, mình không cho làm với con đưa vô quy trình chăm sóc của nó dễ lắm. Là cây nó đi cơ đồng lọt rồi mình làm nó dễ. Chứ không thôi nó đi lọt trọt thứ 70 ngày đem ra xịt thuốc cây không là chết.
Thôi vô. Đây 7 ngày, 7 ngày đem thuốc rồi xịt, đem thuốc rồi xịt hoài chết. Hoài ra cứ xịt hoài. Đó, trời ơi, cái này xịt hoài chết thiệt luôn á. Chưa kịp mà thu nó là chết rồi. Rồi.